Chơi chơi. Nghe tiếng. Mấy giờ đi đang còn tận hưởng cảnh làm dâu. Ngày thứ ba. Ngày thứ ba hả? Ừ. Nhanh dễ sợ hả thầy? Ừ. Ông nói nhớ bà Hà còn chọn chị thấy cái đầm đi có mua được chọn để mặc chụp hình cưới. Năm này không cũng thúi rồi. Đụng cái tai em hả? Alo, dạ em đang qua rồi. Dạ, em đang chạy xe. À em vừa nói cao giống như chị đúng hả? Em vừa nói cao lắm luôn. Cái tới rồi là chuẩn bị đi đó. Cái tới rồi đây là mới bắt đầu đi. Nghe rồi.
kinh nghiệm bị cho họ. À, thằng Thuận ngày nay nghỉ mà ta cái ủa ngày nay không thấy thằng Thuận đâu ta. Mất cảm giác. Tiêu Khuẩn chưa? À, lấy Tiêu Khuẩn chưa? Lấy Tiêu Khuẩn à, thôi lấy Tiêu Khuẩn đềm được. Mà à, lấy tổng 500 tổng. Và lấy mấy giờ Tiêu Khuẩn tốn nhiều. Ừ. Sợ bà không biết quà tránh. Tiêu Khuẩn kia kia là lỗ tác đích. Hà, em có thấy cái mặt con Nam mà nó đang thui à? Cái nhà có rất là không điểm. Hà, bên này nặng quay được chưa hả? Yếu đúng không? Chưa đủ lực. Nó cầm tâm lý luôn mà. Nó im mau, một con nữa thôi. Giống như một nghĩ bình thường nhưng mà kiểu như mỏi tay cái ly về là phải cái này không phải sức mà kiểu như cái kỹ thuật mình kiểu chưa quen phải làm lại tuần nữa quen lại bình thường đau lại vào đó mà đã nghề rồi là cái ly làm lại mấy ngày cái ly làm bình thường lại rồi. Chứ mà đi học có mà lo nữa thì việc đó đi ra đi làm được nó lấy con hàng làm nó tay nó luôn luôn hơn là cái chi nữa sao mình thấy hết luôn.
Về máy đi. Má chịu đào nhỏ rồi đó. Xíu. Nhưng mà để khi mà nhà ngang hả? Đọc chứ. Tự báo để tự nó mặt luôn đó. Là chị nói là ngày mua không sơ gướng chị cũng nổ hả nè. Nó sơ gướng gửi miết thôi, hắn là em nghĩ đi. Từ sáng đến ngày 24 tiếng là hắn soi cũng là 20 tiếng rồi đó. Hắn dạy là hắn sơ gướng con thả lỏng ra mẹ lấy cho. Con chồng con. Con Na phải có thằng Vũ trị mới được. Vũ đi dù sợ. Trời ơi, cái gì vậy sợ. Cái gì vậy sợ. Này vậy này hỏi cái ly cho chị. Bút mình nơi con Na là chị đó chị. Đem vô mà xem vậy. Ta cười chết luôn á cái ly. Bà ưng, ổng ưng ưng vọt con Na đi. Hai đứa xem tuổi nhau á. Hả này thấy ứa nó ngọt này. Một anh cùng đứa. Ủa chụp hình bình thường thôi chứ là ngại hả? Em nhìn mặt là ngại ấy. Em nhìn em thấy mặt là ngại, em biết là thấy mặt ngại. Chắc lâu này gặp nhau á. Mà cha Vũ này cha Lộ Thiên nữa. Em nghe chị. Chị chở vải lên cho em. Dạ. Rồi. Dạ. Chở vải lên đó. Ừ, vải mùng á.